còn thơ không ai nuôi dưỡng. Công đức sinh thành người ơi đừng quên, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người nuôi dưỡng, đó mới là hiền nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành, vì ai mà có ta. Con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn. Trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi dân Sion qua khỏi kiếp lưu đày, tôi vẫn cứ như còn song hoài giấc mơ triền miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tim cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Hôm nay chư dân loan truyền với nhau rằng, họ nói với nhau, Thiên Chúa rất nhân từ, đang làm biết bao kỳ công. Tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Bao nhiêu anh em lưu lạc trốn quê xin Chúa dẫn đưa về như dòng nước suối miền Nam. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan
như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Gieo trong đau thương sẽ gặt giữa vui mừng, đi khóc lóc u sầu sẽ về giữa muôn lời ca. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ. Miệng tôi nức vui tiếng cười, lưỡi tôi vang đời ca hát. Ngàn dân tung hô, tôi thật vinh phúc. Cuộc đời về với Chúa, Chúa ơi.
nguyện Chúa ân xa thứ tha, lòng thành thề hứa bước theo đường diệu về Chúa. Chúa tới gọi con về trong ngày Chúa đến. Chúa tới gọi con về trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa. Từ trước vô cùng cho đến đời đời, Chúa là Đức Chúa Trời,
khiến mọi người trở vào tự do và phán rằng mọi con cái mọi người hãy trở lại. Vì 1000 năm trước Chúa cách nào ngày hôm qua đã qua rồi giống như một canh phương đêm. Cứ làm chúng nó coi như sẽ cùng phụ chúng nó cách nào một giấc ngủ. Ban mai họ thường như quả xanh tươi, sáng ngày quả nở bông quả tốt tươi, buổi chiều người ta cắt và nó héo. Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa, bị bối rối bởi sự nộ Chúa. Chúa đã gian ác chúng tôi trước mặt Chúa, để những tội lỗi chính đáo chúng tôi trong ánh sáng mặt Chúa. Bởi cơn giận của Chúa, các ngày chúng tôi đều qua đi. Năm chúng tôi ta mất hơi thở, tuổi tác chúng tôi đã được 70. Còn mạnh khỏe thì đến 80, xong sự vô căng của nó trói lại thì thảm và lao khổ. Rồi đời người hôm qua, chúng tôi ban ra đi. Ai biết sức sự giận của Chúa thì theo sự kính sợ xứng đáng cho Chúa. Ai biết sức nóng nảy Chúa, cầu xin Chúa dạy chúng tôi, biết tiếng các ngài chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Câu số 2, câu số 3, câu 1, câu 3. Chúa ở tại trên trời, và chúng ta biết rằng nếu nhà tạm của chúng ta khi đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà về đời tại trên trời, bởi Chúa Trời không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong vượt mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời. Miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo không cần trùng, hỏi chúng ta đang ở trong nhà tạm này thật than thở đến nặng, vì chúng ta không cầu cho được bị lột trần, không cầu cho được mặc lại, để sự gì hay kết trong chúng ta bị sự sống mất đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự sống ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tinh của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Đọc tâm hình ảnh chúng ta thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa bài ca Hùng Thế Chẳng Phải Quê Hương bài 225. Bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiện linh. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Con cảm ơn Chúa vì nhiều con cái của Chúa chung quanh đây cũng được về cùng chung dự tang lễ này. Chúng con biết đây là cơ hội để chúng con ta xét lòng mình, để chúng con có thể sửa soạn và làm Chúa. Cầu xin Chúa này thương xót ban ơn trên cả chương trình lễ hôm nay, để tất cả anh em của chúng con đều được sự xây dựng, đều được sự khích lệ, đều được sự an ủi, để những buổi tan khó sẽ đổi thành cái niềm vui mừng, ca ngợi, bình an. Con cảm ơn Ngài. Chúng con xin mời thánh chúng ta tiếp tục đứng và nghe cái tin đọc lời của Chúa trong sách Ngày của Chúa và sự tin thức. Hỡi anh em, về thời và kỳ không cần biết cho anh em, vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày của Chúa sẽ đến bất ngờ trong văn đi vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn, thì tai họa tình hình buộc đến, khi sự đau đớn xảy đến cho người chỉ dạ, và người ta chắc không tránh khỏi đâu. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm, nên mỗi ngày đó đến tình hình anh em như kẻ trộm. Anh em đều là con của sự sáng và của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta nhớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và tiết độ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ sai thì sai ban đêm, nhưng chúng ta thuộc về ban ngày. Nên hãy tiết độ mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu đổi và làm bảo tụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta cơn thịnh nộ, nhưng được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ. Là chúng ta là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hạt thức hạt ngủ đều được đồng sống với Ngài. Amen. Muôn vật mới có và đã được tạo dựng nên. Trời ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì Đức Chúa Trời của chúng con là một Đức Chúa Trời cao cả, một Đức Chúa Trời thương yêu. Ngài đã đấng ban sự sống, Ngài đã đấng ban hơi sống cho muôn vật muôn loài. Ngài đã đến trước thì giờ đời người của chúng con và giới hạn chỗ ở. An nghỉ trong vương quốc của Ngài. Chúng con thật cảm ơn Chúa. Trời ơi, xin Ngài dùng của lời của Ngài có đầy tớ của Chúa buổi sáng hôm nay. Để rồi chúng con có lời của Chúa để chúng con, ôi Chúa, một giờ chúng con thương tiếc tôi tớ của Ngài. Nhưng chúng con, người thân của chúng con trong nước thiên đàng vinh hiển, chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa sức dầu một cách đặc biệt ban ơn cho đầy tớ của Ngài, để có lời của Chúa khiến cho chúng con vững vàng và đức tin của Ngài an ủi tam quyến, an ủi gia đình của ông mục sư Lê Văn Non chúng con và hết thảy tôi tớ con cái của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng chương trình còn lại cho sự ban ơn chúc phúc của Chúa, để chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Từ hôm nay chúng ta đến đây để cử hành tang lễ cho bà Trần Thị Nga và của mục sư Lê Văn Non. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong những năm tháng qua ông và bà đã đồng hành trong chức vụ. Ngài cho bà được qua đời như lời Kinh Thánh mà chúng ta đã thấy ở chỗ bên trái của chúng ta, khá sửa soạn và gặp Đức Chúa Trời ơi. Để chúng ta cảm ơn Chúa vì tôi tớ gái của Ngài đã có thì giờ để sửa soạn. Bà đã có 20 năm ở trong Chúa và đã có nhiều năm cùng ông trong chức vụ chăn bầy nhỏ của Chúa ở tại đây. Bây giờ đẹp thánh lý của Chúa, bà qua đời. Có lẽ những người chưa tin Chúa thì họ tham dự tang lễ của người tin lành, họ thắc mắc lắm. Thường thì người ta phải khóc lóc, người ta phải tỏ ra là bi thống, đau đớn. Sự chết không phải là điều đổ vỡ giống như lẽ thường tình. Tôi nhớ một vị mục sư là ông Moody. Ông này trong lúc hôn mê thì những người bạn đứng ở chung quanh đó đã khóc, và khi ông tỉnh dậy, ông nhìn thấy ngấn lệ ở trên đôi má của nhiều người thì ông nói rằng: ô, đâu có gì mà phải khóc lóc, chết đối với tôi
thôi là dọn nhà mà thôi. Ở Kinh Thánh có dùng cái hình ảnh là chúng ta ở trong một cái nhà theo thời gian nó cũ kỹ. Như Kinh Thánh nói rằng người bề ngoài hư nát mà người bề trong thì đổi mới càng ngày càng hơn. Cho nên chúng ta từ giã cái nhà tạm này và ở trong nước đời đời thì Chúa Trời đã sắm sẵn cơ nghiệp cho chúng ta. Cho nên mặc dầu có sự chia tay, đi ra đi vào sẽ đụng đầu với kỷ niệm và buồn lắm, người thân ai cũng buồn, nhưng mà một mặt thì không có phải là buồn thảm tuyệt vọng tạm biệt, bởi vì một ngày kia rồi chúng ta sẽ còn gặp gỡ nhau trong nước thiên đàng. Cho nên chúng ta có sự an ủi rất lớn, và như lời của Chúa đã nhắc nhở khách sứ soạn mà gặp Đức Chúa Trời người thì đến ông, đến các con, các cháu trong gia đình cũng được nhắc nhở phải sửa soạn. Vì đâu có ai biết là mình phải qua đời giờ nào, ngày nào, sanh hữu hạn, tử vô kỳ. Trời kêu ai nấy dạ, có khi còn rất trẻ mà qua đời. Nhưng mà nếu có sửa soạn thì bất cứ giờ phút nào cũng là tốt đẹp cả. Năm nay tôi đã hơn 70 rồi, lúc nào mà Chúa thấy con không có thể tốt hơn nữa, xin Chúa cho con qua đời. Tại vì đâu có ai biết cái hoàn cảnh mình phải qua đời, lúc đó tình trạng thuộc linh của mình ra sao. Chúa cho qua đời, sống lâu hay là chết yểu đi nữa không sao, mà tôi thì không còn lo chết yểu rồi. Và đến lúc nào mà Chúa thấy đẹp ý Chúa thì Chúa cho tôi qua đời, tôi vẫn cầu nguyện như vậy. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lấy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền giáo cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu, cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới, cho đôi tay sáng ơn trời trọn vẹn hành lý cho ngày mai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Con đến với người bằng một tình yêu không xa dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai.
Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai. Ta biết sự cố khó nghèo khổ của ngươi, dòng ngươi giàu có mặt lòng, và những lời dèm pha của kẻ xưng mình là người Giu-đa mà kỳ thực không phải, chúng nó vốn thuộc về hội quỷ Sa-tăng. Ngươi chớ sợ điều chi mà sẽ chịu khổ. Này, ma quỷ sẽ quăng nhiều kẻ trong các ngươi vào ngục, hầu cho các ngươi bị thử thách. Các ngươi sẽ bị hoạn nạn trong 10 ngày, khá giữ trung tín cho đến chết. Rồi ta sẽ ban cho các ngươi mão tiều thiên của sự sống. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh rằng, kẻ nào thắng sẽ chẳng bị hại gì về lần chết thứ hai. Amen. Và đồng tâm tình này xin mời hội thánh tôn vinh Chúa bài Miền Vinh Hiển. Chúng ta đồng khởi sự. Miền Vinh Hiển kia đang soi hơn ô vàng, nhờ lòng tiên ta trông thấy cánh hiên biển. Vì Cha ở bên kia mong ta trọn đàng, Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xiên. Trong chốn ấy rất êm dịu, bờ bên đó thơ mang bay ta gặp nhau. Trong chốn ấy rất êm dịu, bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau. Bờ bên đó ta cùng nhau reo nhịp nhàng, điều thiên ca du dương của kẻ hiền biển. Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàng, lòng hoan hỷ mỗi miền ca ơn trường xuyên. Trong chuông ấy rất êm dịu, bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau. Cùng nhau hiến thiên trường ca ta tụng ngợi, đồng tàu lên Cha nhân ái chốn cao xa. Rất êm dịu, bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau. Amen. Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau là nước thiên đàng của Chúa. Và giờ này xin mời Hội Thánh đến Chúa trong sự cầu nguyện. Tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con. Buổi trưa hôm nay chúng con hiệp ý với nhau ở phần lội này. Chúng con biết rằng cuộc đời của mỗi một chúng con đang nằm trong tay của Chúa, ý định tốt lành của Ngài. Nguyện Chúa Thánh Linh Ngài an ủi đầy tớ Chúa, một siêu lê tân non cùng tăng quyến con cháu. Nguyện xin Đức Linh Ngài thăm viếng mỗi đời sống của chúng con. Như lời của Chúa quá đầy tớ của Chúa đã chia sẻ, đời sống của đông nhân chúng con khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời của chúng con. Amen. Trong cuộc sống mỗi ngày, con cảm ơn Cha. Nguyện xin Chúa ngày ở cùng chương trình lễ hạ nguyệt. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Sự chết không có chừa một người nào hết. Giờ này chúng ta sẽ kinh lễ hạ nguyệt gửi Phật xác của đầy tớ Chúa bằng siêu lê văn non, nữ dân trần thị Ngài thuộc về Ngài sẽ sống lại. Khi đó, cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài sẽ giao nước lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã phá diệt mọi đế quốc, mọi quyền cai trị và mọi thế lực. Và đã nói rằng muôn vật thuộc Ngài thì chắc phải trừ ra đấng làm cho muôn vật thuộc Ngài.
khi muôn vật đã phục Ngài, thì bây giờ chính mình con sẽ phục đấng đã làm cho muôn vật phục mình. Hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn vật trong muôn sự. Như lời Chúa khích lệ chúng ta, Chúa Giêsu là ban cho sự sống đời đời. Đó là điều mà chúng ta cảm ơn Chúa. Với niềm tin của chúng ta, những người Cơ Đốc cũng như tam quyến đầy tớ Chúa tin rằng đầy tớ nữ của Chúa chỉ là tạm biệt một chuyến ngủ ngắn mà thôi, rồi cũng sẽ sống lại ở với nhà Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, thưa tam quyến, vì đã đẹp lòng Đức Chúa Trời toàn năng, các linh hồn của nữ đầy tớ Chúa và một sự Lê Văn Non nhũ danh Trần Thị Nga khỏi thế gian này. Vì nhân vì chúng ta đặt niềm hy vọng mình vào sự sống lại của thân thể của Đức Chúa Giêsu Christ như lời của Ngài. Bao năm lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiêm con trong mê đắm phù hoa. Chúng con cảm ơn Chúa vì mọi phần nghi lễ đã được thực hiện, và chúng con thật được an ủi vì biết rằng chúng con chỉ tạm biệt mà thôi, rồi ai nấy trong chúng con cũng sẽ trở về cát bụi, nhưng thần linh trở về với Chúa và gặp gỡ nhau, mặt gặp mặt hưởng phước vô biên. Chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài cũng gìn giữ lòng và ý tưởng của mỗi con cái của Chúa ở trong tan gia, trong cảnh chia biệt đau buồn tạm thời, được vững vàng trong Chúa, được bình an. Cầu Chúa Ngài thương xót, và nhân vì sự qua đời của bà Trần Thị Nga, tôi tớ của Ngài, thì tất cả những con cháu đều được ơn của Chúa để thế chỗ, để trỗi dậy và hầu vì Chúa một cách hết lòng, một cách trung tín. Cầu xin Chúa Ngài ban phước trên ông, đặc biệt Ngài an ủi ông, thêm ơn cho ông, để ông trở nên một đầy tớ trung tín con cái ngay lành của Ngài. Xin Chúa cho hết thảy anh em chúng con đều trung tín cho đến chết, như lời của Chúa đã phán dạy. Chúng con cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng con chia tay người chị em dấu ái trong danh của Ngài. Cầu Chúa Ngài cứ thương xót và ban ơn cho mỗi người trong chúng con và những người còn lại, để ai nấy đều tỏ ra xứng đáng với ân huệ mà Chúa cho. Hôm nào ra đi vinh hiệp đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua, sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở với thảy chúng con, nhất là tam gia tam quyến, từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu Christ tái lâm. Cảm ơn các em trong hội thánh, trước hết cảm ơn cơn gió, một cơn gió thoáng mà thôi tiên đường chi bộ đồng đơn. Chắc con các cái cũng cảm ơn hết anh em trợ chị em của
thắng. Lạy Chúa nhân từ, đổi lời được những lời Chúa và Chúa ban phước cho các thánh nhân, xót thương con nay vẫn sống. Vì tháng năm qua mong tương lai đã làm con xa tìm Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua trần thế hao huyền, nhận chiêm con trong mê đau.